còn có nhớ là đức phật dạy rằng không bán chất xây, con làm nghề quản lý an toàn lao động công ty bia có tuyển vị trí này nhưng con còn băn khoăn có nên nhận việc không à, vì công ty bia sẽ sản xuất bia và bán bia và các chất xây, xin sư giảng giải cho con hiểu rõ là nếu con làm việc trong công ty này thì có vi phạm quy định là bán chất xây hoặc có tham gia chung với họ không thư sư sư và cái thời gian gửi thì xin uh, rất tiếc rất, rất tiếc và xin xin lỗi là sẽ trả lời hơi kể tại vì số lượng nó câu hỏi nó hơi nhiều quá và có hai tuần thì sư không có uh, trả lời cho nên là nó hơi kể thành ra là bây giờ thì quý vị có cái người hỏi nè thì sư hẳn là quý vị đã có sự lựa chọn của mình rồi nhưng mà sư trả lời là để cho những cái trường hợp tương tự như vậy quý vị có cái để tham khảo. Như là trường hợp và vợ của người thợ săn ở trong chú giải pháp cú. Bà chứng quả tu đào quần và khi bà kết hôn thì bà lấy người thợ săn khi bà lấy như vậy đó thì mỗi ngày bà đều chuẩn bị cung tên cho người chồng của mình. Chư Tăng mới hỏi tại sao vị Thánh Tu Đà Quần lại có thể làm như vậy. Đức Thế Tôn mới nói là khi mà bà chuẩn bị cung tên, bà chỉ nghĩ rằng đây là trách nhiệm của người vợ. Chứ bà không bao giờ bà nghĩ rằng cái cung tên này, những cái bẫy này sẽ làm hại bất kỳ con thú nào. Thành ra ở vấn đề này đó là do chúng ta khéo suy tư, khéo tác ý. Quan trọng cái chủ ý của mình như thế nào. Đương nhiên có những trường hợp mình trực tiếp tham gia ví dụ như điều chế nè, nghiên cứu công thức nè thì nó lại là vấn đề khác. Nhưng mà những trường hợp mà nó mé như vậy đó nó không liên quan trực tiếp thì nó quan trọng ở cái chỗ là chúng ta có chủ ý như thế nào và nếu như quý vị có cái chủ ý là tôi đi làm công việc này là để đảm bảo an toàn lao động cho những công nhân ở đây thì quý vị không có lỗi gì cả còn nếu như quý vị có suy nghĩ là tôi làm việc này là để đảm bảo cho những công nhân ở đây họ có được điều kiện an toàn nhằm mục đích tạo ra chất xây cho thiên hạ thì khi đó mình có lỗi thành ra đó cái chủ ý của mình như thế nào nó rất là quan trọng